Chào bà con cô bác nha. Hôm nay ngày 11 tháng 7, cây 6.007, nhưng cái dòng máy này thì còn xài vô tư nha. Là có nghĩa 3G chứ còn xài nó xài 3G hay 4G vậy đó. Cho nên là không có sợ mất mạng. Nhưng mà cái viền của nó bị chóc sơn nha. Viền chóc sơn màn hình zin luôn. Còn tên máy là 6.007 nha. Cái này bán 300 ngàn đó nha, 300 ngàn cây 6.007 luôn. Còn cây G500, cây này RAM 1GB, dưới bộ nhớ thì 8GB. Android thì còn 6.1. Android là còn 6.1 luôn, màn hình rất là đẹp nha. Thay vỏ thôi thì bán 500 ngàn nhé, còn để vậy thì bán 450. Ai muốn chốt kiểu nào cũng được, chốt tới bảo mà này, vỏ đẹp thì giá 500 ngàn, mình gửi tới là vỏ đẹp keo luôn nha. Tên máy là G500. Còn cây Samsung A10s nha. Samsung A10s, cây này thì RAM 2, bộ nhớ thì 32GB. Đó, nó RAM thì có 2GB nha. Máy này mỗi lần bấm lên thì nó rất là chậm luôn. RAM 2GB, bộ nhớ 32GB. Còn tên máy là Samsung A10s. Cây này bán 700 ngàn nha. Còn Samsung J120 nha, gọi J1 2016 á, cây này thì bán 250 nha, 250 cây J1 2016. Cây Samsung A6 cộng, Samsung A6 cộng màn hình đẹp nha, A6 cộng màn hình đẹp. Nhưng mà cây này nó có cái lỗi rất là nặng nha. Cây này là bị máy ảnh chụp không có được nha. Chụp vô nó toàn rực re thôi. Đó. Cây này bán 600 ngàn nha, 600 ngàn, RAM 4GB, bộ nhớ thì 32GB. Tên máy là A6 cộng. Cây Sony nha, Sony Z5 nha. Đó, tên máy là Sony 01H, Android 6.0, RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. Cây Sony này nó bị sức ngay góc này nha, sức ngay góc này. Bán 500 ngàn luôn, 500 ngàn cây Sony Z5 này luôn. Mình gọi Z5 chứ còn không biết nó là cái đời gì luôn. Nhiều đời máy nó giống nhau quá mình quên mất tiêu luôn. Cây iPhone 4 thường nha, iPhone 4 thường, cây này thì rất là đẹp nhé. Đó, cây này rất là đẹp luôn, cây này bán 250 cây iPhone 4 thường. Cây iPhone 5 thường, cây này thì bán 350 luôn, 350 cây iPhone 5 thường. Cây này cũng chưa có tài khoản gì hết, bán 350. iPhone 6 thường, cây này thì có tài khoản cho nên là bán 500 ngàn. Nó bị dính tài khoản trên này. Còn nếu mà chạy tài khoản ra thì giá 600 ngàn, còn để vậy thì bán 500 ngàn. Ai muốn chốt thì mình chạy ra mình bán. Cây iPhone 6s nha, iPhone 6s, cây này còn rất là đẹp nha, vỏ còn dán rất là đẹp luôn, vỏ còn dán keo luôn. Nhưng mà nó bị mật khẩu nè. Còn nếu mà để vậy thì bán 700 ngàn nha,
iPhone 6s, mở mật khẩu ra thì hết cũng có 100.000 thôi. Còn mình để vậy là bán 700.000, còn mình mở mật khẩu ra thì đôi khi giá nó khác này. Nhiều khi nó bộ nhớ nó 128GB thì giá nó khác. Mới này vân tay thì chắc là vẫn còn này. Vì cây này là zin nguyên cây luôn. Còn để vậy thì bán 700 iPhone 6s này. Samsung A10 nha, Samsung A10. Cây này RAM 3 nha, ấy RAM 2, bộ nhớ 32GB. RAM thì có 2GB, bộ nhớ thì 32GB. Còn tên máy là Samsung A10. Đó, Samsung A10 nha, cây này bán 600.000 nha. Samsung Z2 Blue nha, gọi Z200, gọi là Z200. Cây kia là Z2 Z120, còn cây này là Z200. Android cũng có 5.1, cây này thì bán 200.000. 200.000 cây Z200. Samsung Z5 Prime, cây này RAM 2, bộ nhớ 16GB. Nhưng mà dòng Z5 Prime này, nó nhờ được cái Android cao nhé. Nó Android là 8 chấm luôn, là xài còn rất là vô tư luôn. Cây này bán 500.000 nhé. Còn cây này thì xấu hơn, cây này thì đốm màn. Cây này thì đốm màn, bán 300.000, Z5 Prime. Cây này đốm màn nha, đốm màn với lại nó lít kính nha, nó lít, nó bể mấy góc. Cây này thì bán 300. Mobi Tab Lite Roro 2 nha. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16GB, Android thì 6 chấm, bán 300.000 nhé. 300.000 cây Mobi Tab Lite Roro 2. Mấy cái năm này về chịu khó cạo ra này, ngồi bốn tay cạo nó ra nó cũng đẹp luôn, vì cái lớp chống trượt của nhà sản xuất, người ta sản xuất ra nó vậy. Cây Meizu nha, Meizu đời máy là Meizu. Cây này RAM Meizu M5, cây này RAM 3, bộ nhớ 32GB. Nó RAM 3, bộ nhớ 32GB nhé. Còn tên máy là Meizu M5. Mặt kính của nó bị mình cũng chưa có biết là bị sao luôn nha, vì nó còn dán kính cường lực. Để vậy bán thí 500.000 nhé. 500.000 cây Meizu. Đó, màn hình còn rất đẹp nha. Đấy, hết pin luôn, hết pin chưa có sạc vô. Z5 2016 nha. Cây này cũng quên sạc pin. Cây này là màn hình đẹp nha. Z5 2016 hay cái Z5 10 á. Màn hình là đẹp nha. RAM 2, bộ nhớ 16GB. Android cũng 7 chấm luôn. Cây này bán 500.000. Z5 2016. Còn Oppo Oppo A83 nha. Oppo A83. Cây này RAM 6, bộ nhớ 128GB. Còn tên máy là Oppo A83. Đó, màn hình thì nó cũng không có được đẹp nhé. Bán 1 triệu cây Oppo A83 nha. Nhìn nó giống mấy cây Oppo của Bắc, nhưng mà RAM bộ nhớ của nó rất là cao luôn. Nó giống cây A71K nè. Nó giống cây A71K. A71K này thì RAM có 2 thôi, bộ nhớ 16GB. Cây này bán 500.000 nha. 500.000 cây Oppo A71K, RAM 2, bộ nhớ 16GB. Bán 500.000. Còn Oppo F5 nha.
Cái này thì RAM 4, bộ nhớ 32GB. Tên máy là Oppo F5. RAM 4, bộ nhớ 32GB, bị đốm màn nhé. Đó, bị đốm đen đây nhé. Mới lại bị lít kính, bán 400.000, 45.000 cây Oppo F5 nhé. Samsung Z700 nha, Samsung Z700. Cái này RAM 2, bộ nhớ 16GB. Android cũng còn 6.6.1. Tên máy là Z700 nha. Cái này bán 600.000. Màn hình zin rất là đẹp luôn. Cái này trước bán rất là mặn luôn. Còn Samsung G530 nhé. G530 thì bán 200.000 nhé. Samsung G530 màn hình đẹp, bán 200.000. Android thì 5.1. Còn Samsung Z2 Prime nhé. Samsung Z2 Prime, mấy cái này hôm nay hết sạch pin luôn. Cái này thì Android 5 nó trên 6 chấm nhé, Android 6.1. Samsung Z2 Prime, cây này bán 250 nhé. Màn hình thì hai cây, cây nào cũng đẹp nhé. Cây Z1, cây Z400 này hết pin rồi. Z400 hết pin rồi, bán 600.000. Loa Bluetooth nha, loa Bluetooth bán 100.000 nha. Loa Bluetooth máy còn mới kèm nha, vì cũng hết rồi cho nên mình cũng chưa có sạc pin cây này nữa. Cây này bán 100.000 loa Bluetooth nha. Kết nối Bluetooth không dây qua điện thoại mình nghe nhé. Cây iPhone 6 Plus. iPhone 6 Plus nha. Cây này còn đang dính tài khoản nha. Còn đang dính tài khoản cao duy nè. Cái này iPhone 6 Plus bán 800.000. Vỏ còn khá đẹp nhé. Bán 800 cây iPhone 6 Plus. Redmi Note 6 Pro nhé. Redmi Note 6 Pro. Cái này thì RAM 3, bộ nhớ 32GB. RAM 3, bộ nhớ 32GB nha. Cái này bán 900.000. 900.000 cây Redmi Note 6 Pro nha. Samsung E6. Cái này RAM 3, bộ nhớ 32GB. Còn tên máy là Samsung E6 nha. RAM thì 3GB, bộ nhớ thì 32GB nha. Mỗi lần nó lên cái này bấm thì cũng rất là mất thời gian luôn nha. Nhưng mà mình đọc RAM bộ nhớ có rồi nha. Cái này bán 700.000. Còn Samsung Z7 Prime nha. RAM 3, bộ nhớ 32GB. Cây này thì bán 700. 700 cây Samsung Z7 Prime. Muốn biết thông tin nó thì cứ đánh Samsung Z7 Prime là nó ra nha, cấu hình này kia nha. Còn A6 cộng, Samsung A6 cộng, cái này RAM 4, bộ nhớ 32GB. Nó RAM 4GB nha, bộ nhớ 32GB. Còn tên máy là Samsung A6 cộng. Cái này thì bán 900.000 nha. 900.000. Cây Vivo Y01 nha. Vivo Y01. Cây này RAM RAM thì 2GB nha, bộ nhớ 32GB. Còn tên máy là Vivo Y01 nha. Nó RAM 2, bộ nhớ 32GB.
Mấy dòng này thì khỏi bàn tới Android nha. Cây này bán 700 ngàn nha, 700 ngàn là giá vỏ xấu nha. Ai không chốt mai mình đi lên mua bộ vỏ vô đang bán 1 triệu luôn. Mình để vậy bán có 700 ngàn đó nha. Samsung Z7 Pro RAM 3, bộ nhớ 32GB. Cây này màn hình thì rất là đẹp luôn. Z7 Pro màn hình rất là đẹp nha. RAM 3, bộ nhớ 32GB. Cây này bán 900 ngàn. Còn iPhone 13 cùi bắp nha. iPhone 13 cùi bắp của Trung Quốc, máy hàng Trung Quốc. Cây này nó bị bể nắp trên chút xíu nhé, bể kính ở trên chút xíu. Cây này bán 500 ngàn nha. 500 ngàn cây iPhone 13 cùi bắp. Còn mình có tiền hơn thì mua cây iPhone 13 này đẹp nè. Cây này màn hình rất là đẹp luôn. Đó, màn hình rất là đẹp luôn. Cây này thì bán 900 ngàn, iPhone 13 Pro Max của Trung Quốc nè. Còn ai chốt thì mình thay lắp nè. Cái lắp này nó bể rồi. Samsung Z6+ nha. Samsung Z6+. Cây này thì RAM 3, bộ nhớ 32GB nha. Còn tên máy là Samsung Z6+. Cây này bán 800 ngàn nha. 800 ngàn cây Z6+. Còn cây Oppo Zenlo 2 nha. Oppo Zenlo 2. Cây này RAM 8+5 luôn. RAM 8GB+5GB luôn. Bộ nhớ thì 256GB nha. Bộ nhớ 256GB. Android 11 chấm luôn. Tên máy là Zenlo 2. Chụp hình rất là đẹp nha. Chụp hình mình chụp lên cái nó trượt xéo lên này nè. Đó, nó trượt xéo lên cái kiểu này nè. Nó nhìn rất là hay luôn nha. Cây này bán 2 triệu nha. 2 triệu cây Oppo Zenlo 2 nha. Nắp sau của nó thì cũng không có đẹp nha. Nắp sau thì hơi trời. Ra ngoài mua nắp thì cũng có mấy chục ngàn thôi. Mình bán rồi là 2 triệu. Còn cây Tab 4 nha. Cây iPad 4 nha bạn. Cây iPad 4, cây này đang bị dính cái tài khoản này. Đang bị dính tài khoản Huỳnh Ngô này. Đó, bên mình máy này có sao thì mình báo rồi thôi. Màn hình thì rất là đẹp nha. Cây này thì bán 600 ngàn nha. 600 ngàn, tên máy là iPad 4. Bán 600 ngàn. Nó bị dính tài khoản, bán 600 ngàn thôi. Cây Mobitab này ai chốt thì coi mấy clip trước nha. 300 ngàn. Mobitab là tab online. Màn hình còn khá đẹp luôn. Bán 300. Cây ai đây nó mới là hai cây tab 4 nhé. Đó, cây tab 4 nhé. Cây màu đen này thì bán 600 ngàn. Cây màu đen này thì màn hình đẹp nha, bán 600 ngàn. Cây này Android thì có 5.1 như vậy đó. Android này nó 5.1 hay 5.2 gì đó. Nó 5.2 nha, Android 5.2. Tên máy là T531 nha. Cây này bán 600 ngàn, cây Tab 4, Samsung Tab 4. Cây này thì màn hình của nó thì xấu hơn. Màn hình xấu hơn thì bán để ra màu trắng thì bà con mới thấy nó mới xấu rồi nữa nha. Cây này bán 500 ngàn, cây cũng là Samsung Tab 4 luôn. Đó, có cây màu trắng 500 và cây màu đen thì 600 ngàn. Còn Tab 10 4G nha. Cây Maxell Tab 10 4G. Cây này thì Android
thì 10 chấm luôn. RAM 2 bộ nhớ 32GB. RAM 2 bộ nhớ 32GB, còn tên máy là Tab 10 4G. Nó tên máy là Tab 10 4G nhé. RAM 2 bộ nhớ 32GB, Android 10 chấm. Cây này mặt kính thì sau nhé. Mặt kính sau rất là đẹp nhé. Khung sườn nhìn cũng tương đối khá luôn. Cây này thì bán 800 ngàn nhé. Bán 800 ngàn luôn. Bán xả 800 ngàn luôn. Cây này nhìn rất là đẹp luôn. Mà mặt kính còn nó bị bể này. Nó làm như nó bị cấn ngay chỗ màn hình này. Màn hình cũng bị đen luôn. Nó cây này nó đề RAM thì rất cao nhưng mà không biết là bao nhiêu, không có sợ không có chuẩn xác, nhưng mà mình đoán là cây này là RAM cũng trên 3GB, bộ nhớ thì cũng 32GB trở lên. Mắt camera rất là đẹp luôn. Tên máy là HP nhé, HP. Cây này bán 500 ngàn, 500 ngàn cây HP. Rồi, như thường là ai mua thì chốt cái cạc Việt theo Mobi cũng được 50 ngàn nhé. Shipper tới lời trừ ra. Còn ai chuyển khoảng 100 ngàn bao ship, ai chốt 2 cây một lần mình cũng bao ship nhé. Ai chốt hàng thì cũng phải cọc nha, vì tránh những dân người ta đi vô người ta bơm hàng á. Rồi ấy mình có thiện chí mua thì cứ mua cái cạc rồi tới lời thì cũng trừ ra thôi. Rồi 3-4 ngày mà chưa có máy thì báo lại mình hỗ trợ shipper khác, tiền cọc mình vẫn trừ ra. Còn shipper nó giao tới mà máy có vấn đề gì đó thì báo lại mình cũng hỗ trợ shipper khác, hoặc là chờ máy cũng được. Thì tốt hơn nhất là chốt cái khác rồi tiền cọc mình vẫn trừ ra cho bà con. Rồi chào bà con cô bác nha.